Cái clip này mà tung lên mạng một cái là mày chết chắc. Dám dụ dỗ con gái nè người ta. Mày ớn rồi phải không? Đừng có hòng, mày đừng có hòng. Cái clip này mà tung lên một cái, tao nói thiệt mày nha, mày sẽ không còn là giám đốc nữa. Mày mày chuyển qua mày làm diễn viên của hãng phim Con Thỏ. Tao coi có một chút xíu thôi mà gút tao nó còn muốn lên. Huống hồ gì con vợ mày nó coi thì nó sẽ như thế nào?